trong ngay. Bao nhiêu à ông ơi? Vâng. ₹350 à? Thế thì lại để gọi đại gia Tuấn Anh. 350. Chết giờ. Anh thì tu bao nhiêu kiếp nữa mới có tiền mua đây. Nhìn như tiên lão ấy nhỉ. Tiên lão thu nhỏ. Đúng 300. Thế thì bây giờ nó phải đẹp hơn, nhiều tiền hơn rồi. Cáo cả nhà, vừa nãy đi qua đây thấy ông Tính có một cái cây non, nó cũng gì đấy. Cũng gì gì đấy, anh em ạ. Gì đấy à, nó còn, thật ra thì cây cây này nó còn sượng sượng. Nó còn sượng sượng. Chịu khó nuôi những cái này thì thân nó sẽ biến đi nhiều. Chỉ thấy mỗi điểm này là ok này. Cái dáng, điểm này với cái dáng. Quý vị xem. Nhưng đây nó lại là lưng quý vị nhé. Thế khi mà để giật vào cái mặt trước này quý vị này. Giật vào cái mặt trước. Đây này cũng Tính thôi nhỉ. Ông đâu rồi? Ông ấy đâu rồi không biết. Cái này mà để vam cái cổ lên tí thì đẹp. Cổ nó bị sát với cái đây này. Cổ nó bị bằng, nó không nhìn thấy cổ. Nó không nhìn thấy cổ. Đây này. Cái điểm này phải dâng lên tí này. Đây. Hoặc là cái đoạn đấy mà để như vậy thì phải ngóc cái cổ lên kiểu gì để cho nó khỏi thành một cái điểm tạo đồng như này, tạo tương đồng như này. Đấy, và cái phần tay này làm dăm hơi vội khi mà cái tay nó to vật như này. Xong lại lấy dăm luôn này, lấy dăm lấy bông luôn này. Thế như vậy nó sẽ thụ cái bóng và nó là một cây thụ lùn, nhưng mà cái chi tiết của nó lại hơi thiếu. Đúng không quý vị? Như cái form dáng và nhìn từ xa này thì ai cũng thích rồi. Cái phần này nhìn đằng sau thì sẽ thấy cổ này, nhưng phần đằng trước này. Và lên đến đây này thì làm tắt quá. Đấy. Cái khẩu mà chiều chéo này này, nó vừa làm giảm độ quý mà nó bị cái cây nó bị làm tắt quá. Tắt quá. Cổ này mà to tí đẹp. Cái ngọn này mà to gấp đôi thì đẹp. Dáng thì ok lắm rồi. Không biết ông ấy bán bao tiền nhỉ? À đây, hôm nay đi chơi rồi, không bán hàng. Ui. Đa giá 20. Cái này hình như vẫn nhớ giá loanh quanh 20. Cái này mà xoay cái mặt này ra để dễ quay. Còn kia thì nó lại vướng cái cây đa với cái cây xanh kia quá. Đấy. Cái này về là phải bóc cái bông bên này ra này. Để cho nó thoát cái bông dăm ra này. Cái thứ hai là phải làm xé bớt cái ngọn cái ra.
làm lại cái ngọn. Vừa để to vừa mới không để cái quả phúc nó kiểu như đấy. À, chào ngài. Bao nhiêu à ông ơi? Vâng. Đây to 350 à? Thế thì lại để gọi đại gia Tuấn Anh. 350. Chết giờ. Anh thì tu bao nhiêu kiếp nữa mới có tiền mua đây. Nhìn như tiên lão nhỉ. Tiên lão thu nhỏ. Đúng 300. Thế thì bây giờ nó phải đẹp hơn, nhiều tiền hơn rồi. Cháu mà về là cháu sẽ sửa lại cái ngọn cho nó thoát hơn. Đấy, với cái giá mà người nhà, đúng không? Đúng rồi. Đấy, rồi. Ok. Đấy, nó mày ngắm nó mày được thế này, cứ ngắm. Dâng cổ lên một chút nữa và cố gắng bắn nhiều mâm thở cổ cho cái to cổ kia tuyệt vời. Trước tôi nuôi một cái nó lên rất là cao rồi đấy. Cắt đi đấy. Và con này này ông này, nếu mà cháu làm ấy nghe à, là cái tay này thì bỡ bóc ra thì không nói rồi. Cái này à, cái này là phải to hơn. Ủi và chỗ nào đấy và nuôi một cái mầm thở chỗ này hoạt lên rồi nó con lên một nhanh nhanh ấy. Và cháu sẽ phải dâng quả phúc lên một nhịp nữa, cái này là làm tay thôi. Đẹp. Thế à? Có nhà toàn loại này à? Mấy đứa này thì cũng còn mỗi cây là tâm huyết để lại thôi. Ui giời. Mà nó to à? To luôn. 2m50. Ráng làng không hay là ráng gì? Cái này nặng. Nặng. Con này phải đóng thêm nhiều mâm thở vào, không cắt. Đó, thân nó cho thân nó biến đi. Méo mó đi. Đấy, con này muốn đỉnh cao là cứ phải chịu khó một tí nữa. Ngọn lại phải giật thêm một nhịp nữa lên. Vâng. Ok, nó lại là vượt tầm kiểm soát, vượt tầm tư duy rồi. Chào quý cô bác anh chị. Ái giời ơi, lại gặp lại cây tươi bằng lăng này rồi. Bằng lăng. Đúng mùa hoa bằng lăng lại còn đang có nụ. Đang nở hay là đang quả gì nhỉ? À cái này nở rồi anh em ạ. Nở rồi, đây là thành quả đấy rồi. Cuối mùa, bằng lăng cuối mùa. Muốn có hoa thì phải để thả rông thôi quý vị, chẳng có cách nào khác đấy. Những cái cành vươn dài nó ra hoa ở những cái ngọn của những cái cành tơ quý vị nhé. Thế thì nếu mà khi quý vị mà chuẩn bị đến mùa hoa mà quý vị cắt mất cái ngọn này thì làm sao có hoa được, đúng không? Đẹp chưa? Mộng mơ chưa? Tuyệt vời chưa? Lại chờ mùa hoa năm sau thôi, vì bây giờ là cuối mùa bằng lăng rồi. Vừa rồi phát sốt với bằng lăng ở Hà Nội.
Cái này nó là bằng lăng lá nhỏ quý vị nhá, bằng lăng núi. Màu tím nhạt. Được, có quay cây này một lần. Một lần cách đây vài tháng. Cũng cũng tương đối thích. Nó là một cái hoa. Mà hết mùa hoa thì ta lại chờ sang năm thôi. Nó như hóa đá luôn, những cái nụ này. Mình vẫn ấn tượng với cây này, nó ở cái điểm đấy. Ổn định chậu. Đấy, có hoa thì đi tím luôn. Nếu anh em gặp cây này nó khoảng độ nửa tháng trước nhỉ, 2 tuần trước. Tuyệt vời luôn. 2 tuần trước. Đó. Quý vị ấn tượng không? Rúi bà. Cây này khủng khiếp rồi. Cái cơ địa của nó làm thành cái bonsai là hay đấy. Cái này nhìn này, chun chằn này, chun chằn rúi bà. Đó, rúi bà. Bằng lăng tím cả góc trời luôn. Mùa hoa linh san. Lá gì? À, bưng bê này. Như là trên cái bát ăn cơm này. Đúng không? À, xinh xắn chưa? Hàng xách tay, bỏ túi. Ui, cái cần thăng này hiếm ghê nhỉ. Bé tí mà không nhìn kỹ là không biết đâu. Cái này có nhiều tiền không anh? Này. Dạ. Này anh em nào thậm chí giao lưu cho anh em 8 triệu. 8 triệu. Đố tìm thấy cây thứ hai nhỉ. Khủng khiếp. Đấy, gì chứ. Tay. Đấy. Anh em đi qua mà không để ý kỹ là không biết đâu. Cây rất đẹp. Tuyệt vời. Đấy. Úi giời. Quá là yêu luôn nhỉ. Cần thăng mà nó có như này thì chơi hay hơn xanh xi nhiều. Thì trong nhà cái cần thăng này nó hợp phong thủy. Hợp phong thủy lắm. Quan chức người ta hay chơi. Bọn tàu nó hay chơi trong nhà cái này. Okay. Phong thủy tốt ạ. Mà chơi trong nhà nhỏ nhỏ mà để những kỷ nó mới đẹp. Ui, bận. Ừ. Đấy. Con này mà xanh xi mấy như này. Ừ. Như này đúng không? Vài chục. Con này là bao tiền này? 8 triệu. Bằng lăng bây giờ hoa đẹp quá anh nhỉ. À. Bây giờ giá có thay đổi gì không anh Toàn ơi? Cái bằng lăng ấy. Này đấy. Ừ.
Là giá ông đang hỏi giá để anh em biết đấy. 12. Đẹp nha. Đúng mùa hoa luôn. Uy tín luôn. Đây là bằng lăng lá nhỏ. Xuất sắc luôn. Nhớ thời đi học quá. Ngày xưa mà học giỏi có phải có tiền mua cây được không?